Dạ con chào cô chú và cả nhà, con chúc cả nhà mình ngày mới nhiều sức khỏe. Thì hôm nay cũng là cuối tuần rồi cả nhà, thì con sẽ dẫn cả nhà mình cùng đi tham quan một vòng chợ lớn. Và ngôi chợ đầu tiên thì mình tham quan là ngôi chợ Bình Tây, là một trong những ngôi chợ đầu mối lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chợ này có khuôn viên rộng tới 25.000 m², tọa lạc trong khu vực quận lớn, chợ lớn ở quận 6 và có tuổi đời cũng khá lâu rồi. Dạ thì cũng là do tọa lạc ở khu vực chợ lớn nên là cũng có người gọi với tên gọi khác của chợ Bình Tây là chợ lớn, do người dân sinh sống ở khu vực xung quanh chợ quen gọi từ xưa. Thì với hơn là 100 năm lịch sử thì chợ Bình Tây trở thành một trong những ngôi chợ lâu đời tại Sài Gòn. Trước năm 1928 thì khu chợ này có diện tích khá là nhỏ, gây khó khăn cho những thương nhân đến mua bán hàng hóa ra vào, cho nên là đã được trùng tu giống như là xây dựng lại từ năm 1928 đến 1930. Sau đó thì đã được sử dụng lại và có diện tích xung quanh thì đã rộng rãi hơn cho các thương nhân đến mua bán hàng hóa. Còn năm 1992 thì chợ được trùng tu mới luôn. Rồi sau đó thì đến năm 2006 thì chợ được mở rộng để phục vụ nhu cầu cho người dân hơn. Dạ, sau khi một vòng chợ thì mình thấy xung quanh chợ hiện tại cuối tuần thì cũng khá là đông đúc người thương nhân, rồi khách hàng ghé mua bán và hàng hóa ra vào thì cũng rất là nhiều. Hiện tại là bây giờ là đã 11 giờ trưa và trời rất là nóng nha cả nhà. Nhưng mà người dân thì vẫn nhộn nhịp với công việc của mình. Dạ nếu mà cả nhà mình có đi ghé chợ đầu mối Bình Tây để mua sắm quần áo hay là ẩm thực, đồ ăn đồ này nọ thì có thể là để vòng vòng các sạp để coi giá chỗ nào thì ổn thì mình có thể mua. Và nếu mà mình đi chợ thì mình nên để giỏ sách ở lại trên xe hoặc là để ở nhà, đừng đem theo nhiều đồ quá. Tại vì chợ cũng khá là đông đúc, dễ ảnh hưởng đến các vật dụng tư trang của mình. Và gần khu chợ Bình Tây thì cũng nằm trên chợ lớn luôn, có một cái ngôi chợ cũng kế bên chợ Bình Tây, đó là chợ Kim Biên. Con nghĩ là cả nhà mình cũng biết chợ Kim Biên rồi, là một ngôi chợ được thành lập từ năm 1960 và chuyên về, mặc dù là không có quy mô lớn như chợ Bình Tây nhưng mà cũng chuyên về tất cả các sản phẩm từ bán lẻ cho tới bán sỉ. Ngay chợ Kim Biên á thì hầu như được bày bán các mặt hàng như là linh kiện, phụ kiện, hóa chất. Và nổi tiếng chợ Kim Biên á là hầu như người ta sẽ lại là mua các hóa chất như là hóa chất tẩy rửa, bột giặt, rửa xe, còn các sản phẩm linh kiện điện tử nữa, với lại phụ kiện thời trang như là các đồ thời trang gắn lên quần áo hoặc là ốp điện thoại, kính, ví,
còn các sản phẩm khác như là các hương liệu để pha cái đồ uống như cà phê, trà, nước trái cây. Dạ, sau đây là hình ảnh trong ngôi chợ Kim Biên cả nhà. Thì chợ Kim Biên thì sẽ không có tấp nập nhiều như ngôi chợ Bình Tây khi nãy. Tại vì là chợ Kim Biên thì cũng không có bán đa dạng đồ như là ngôi chợ Bình Tây. Hầu như là chỉ chuyên về là hóa chất, mỹ phẩm, linh kiện rồi này nọ thôi.
Dạ thì hôm nay là cuối tuần thì con cũng dẫn cả nhà mình cùng đi tham quan một vòng khu vực chợ lớn và được nhìn thấy cảnh buôn bán tấp nập giữa tiểu thương và các khách hàng của khu chợ đầu mối Bình Tây và một ngôi chợ cũng có tuổi đời lâu như là chợ Kim Biên. Kết thúc clip này thì con cũng cảm ơn cả nhà mình đã đồng hành cùng kênh YouTube của tụi con. Con chúc cả nhà mình ngày mới nhiều sức khỏe, cả nhà xem hết clip, like, share, ủng hộ kênh giúp con ạ.